Ôi giời ơi. Đây đi đây đi đây đi. Cá ba ba đây gì? Bao nhiêu cân, cân chưa? Ba ba. Cái quàng như vậy khách sáo ghê. Ôi. Có tem luôn đấy. Có bảo hành đấy. Không giòn không lấy tiền. Rồi làm thôi. Vâng, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lạc Đường. Hôm nay Lạc Đường sẽ giới thiệu với mọi người hai món làm từ thịt cá chép giòn. Cá sau khi được đánh vẩy và làm sạch thì giờ ta sẽ lọc ra để ta chế biến các món. Đấy, thì các bác làm sao lựa để lọc hết cái xương nó ra. Đó. Cá chép giòn này làm cũng được rất nhiều món đấy các bạn ạ. Thế nhưng mà hôm nay khách của Lạc Đường chỉ yêu cầu Lạc Đường thể hiện hai món cơ bản thôi. Thì hôm nay Lạc Đường sẽ giới thiệu đến các bác cá chép giòn hai món cơ bản nhất. Còn những cái phần xương này ấy, thường thì sẽ để nấu lẩu chua cay, thì Lạc Đường sẽ giới thiệu vào một dịp khác với các bác. Rồi ok, giờ thì ta sẽ thái thịt cá. Cái bụng cá thì các bác sẽ thái làm món xào, còn cái lườn ấy, thì Lạc Đường sẽ làm món cá chép sông hơi. Đấy, các bác cứ thái vừa vừa như này là được. Ok rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giờ ta sẽ đến phần tẩm ướp. Đầu tiên ta sẽ ướp vào đây một chút giềng, một chút nước sốt giềng mè và bột lêm, bột ngọt, một chút đường, xả bằm và ớt bằm. Đó, ta sẽ trộn đều lên. Đấy, các bác thấy cái màu vàng của nghệ nó lên đó. Đây là thịt ba ba này các bác. Hôm nay khách ăn lẩu ba ba cho nên là sẽ không ăn cái lẩu chua cay, cái xương cá chép giòn này nữa. Rồi, đầu tiên là món cá chép giòn xào rau cần, làm món khai vị. Ở đây các bác cho một chút dầu, cho một chút hành khô vào phi lên và chúng ta sẽ đảo to lửa. Khi đã thấy miếng cá săn lại và chín đều thì ta sẽ cho rau cần vào. Rau cần là loại rau ưa chín tái. Đấy, các bác đảo thế vừa tái là được, đừng đảo dừ quá. Rồi, ta sẽ cho ra đĩa và rắc một chút hạt tiêu lên là ok thôi. Còn đây là món sông hơi, đây là món quan trọng nhất. Thì ở đây Lạc Đường đã cho sỏi vào lung đỏ lên. Ở nhà các bác không có nồi đất như Lạc Đường thì có thể dùng bằng nồi gang hoặc là nồi ly lốc cũng được. Tiếp đó là ta cho lá lốt và tía tô thái nhỏ, cho xả và ớt vào và xếp cá lên trên mặt. Rồi thì ta sẽ đổ vào đây lửa cốc bia. Đó, và đậy vung vào là ok thôi các bác. Đó, các bác nhìn thấy đó. Tự cái viên đá nóng khi gặp bia nó sẽ sủi lên cái hơi và nó sẽ làm chín cái món cá này. Món này là món ngon tuyệt đỉnh đấy các bác ạ. Cá chép sông hơi. Vâng, cảm ơn mọi người đã xem video của Lạc Đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều.